Lộc ý lộc, lộc đam mê chia sẻ, lộc quyết tâm, quyết đoán và quyết liệt, lộc mạnh mẽ, lộc thích chia sẻ, thích giúp đỡ người khác, lộc mê kinh doanh, lộc mê khởi nghiệp. Để trôi đi mãi rồi này mới thấy sẽ ăn mất qua rồi. Ôi đời buồn tên cũng sang ngày gì như mình. Em hãy vui vẻ cho từng bước chấp cánh như sớm. Ok, xin chào mọi người, vợ chồng mình chuẩn bị đi từ dũ. Chuẩn bị đẻ. Hai vợ chồng mình cứ tươi cười như thế này. Đúng là mình sáng nay bảo là chắc là không có hai vợ chồng từng từng như thế này. Thì lâu lắm rồi. Thế tự nhiên từng từng mình cứ hát, mình thích hát cho cô ấy nghe. Để cô ấy có thể khỏe hơn, cười cả, cười cả. Ok, lâu quá không hát, từ hát mà. Em mới lại gần anh ơi, em ơi những tháng mắt anh. Ui, đợi sến rồi. Em sẽ ra thành phố, nếu sớm mai tình giờ. Nhật anh lòng mà em như chị nhận kỳ cái. Chị nhận kỳ gì đây? Anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Oh.
Bình tĩnh. Này đi đâu vậy? Thank you.
đời mình. Đáng là hơi lớn mà mình đâu có. Lột chưa lớn rồi, cô lớn mình đâu. Dạ, em cố gắng vượt qua. Đáng tích cực, cái khỏe cho mình hơi mình đâu. Dạ, thì hậu tối nay về sẽ chiêu đãi với mình tốt nha mình. Dạ không? Hậu ra mắt cho em. Ở đây mình ngồi đây mình nằm nghiêng mình đóng cái tay và mình nằm đó mình nằm dọn cái tay lại bạn ok như vậy không cô nổi lòng nha tối nay thì hậu nghị nhận xe tổ chức cho mình một cái sex show bởi đi đâu với đi đâu với đâu với chân lớn lắm đi ra là tới nhà cái bạn đi về cho nên là đâu rồi không dám đâu để tụi mình hết luôn 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 hết Trời ơi, muốn mấy viên cũng sợ.
Đốt ăn, đốt ăn. Ok, thì anh em cảm ơn anh em đây đến đây tham dự buổi tiệc bất ngờ này. Thì ăn đã nó xong nhá. Ok. Ăn đã nó xong à? Không anh hả? Yên kịch bản yên là quán hàng thật ra là nó hoành tráng hơn vậy rất là nhiều, nhưng mà em là nó có 1,000+ xong rồi anh Tiến là tổng kết có trong nửa ngày từ trưa hôm nay tới tối thôi, là Tiến là cũng có là tập luận hồi nãy 8:00 đi dự đi tắm luôn làm mấy giờ ta làm ngục với này nè làm ngục với anh tốt. Ừ, tụi em buôn đi đâu ạ? Tụi anh làm ngục với anh làm ngục với hả?